Hi, xin chào, đây là Vinh đây. Trong chuyên mục review bất động sản Long Thành ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái tuyến đường tỉnh mà đã được nhận rất là nhiều sự quan tâm trong khoảng thời gian vừa qua. Đây là một trong ba tuyến đường thuộc nhóm đầu tư công nhóm A tại địa phận tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2030 sắp tới. Và vừa rồi thì Vinh đã nhận được rất là nhiều lượt yêu cầu của cô chú anh chị xem kênh là hãy review về tuyến đường này. Đó chính là con đường tỉnh DT773 kết nối ba huyện là Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Long Thành. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Rồi, phía trên màn hình của cô chú anh chị mình là file quy hoạch giao thông của huyện Long Thành. Thì hiện tại chúng ta đang xem mục số 17 là tuyến đường DT773 Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc kết nối ba huyện. Tuyến đường này sẽ có điểm bắt đầu là tại quốc lộ 1 tại địa phận của huyện Xuân Lộc và điểm kết thúc là tại đường tỉnh lộ 769 thuộc địa phận xã Bình An của huyện Long Thành. Tổng chiều dài toàn tuyến là 50,59 km. Thì chúng ta thấy là con đường này rất là dài nhé. Rồi tuyến đường DT773 này sẽ chia ra làm là 1, 2, 3, 4 và 5. Sẽ chia ra làm là 5 đoạn để triển khai đi qua địa phận của 3 huyện. Và bây giờ thì Vinh sẽ cùng mọi người chúng ta đi tìm hiểu chi tiết từng đoạn nha. Đầu tiên thì đoạn thứ nhất sẽ có điểm bắt đầu là tại quốc lộ 1, điểm kết thúc là tại quốc lộ 56. Tổng chiều dài của đoạn thứ nhất là 24,76 km, được quy hoạch là 6 làn xe lưu thông, 2 làn xe hỗn hợp. Vậy là tổng cộng là đoạn thứ nhất này chúng ta sẽ có là 8 làn xe. Lộ giới quy hoạch dự kiến là 60 m, rất là to. Cái đoạn thứ nhất này thì sẽ được triển khai trong giai đoạn là 2021 cho đến 2025 và sẽ được xây dựng là 24,76 km này. Cái nguồn kinh phí của đoạn thứ nhất, của riêng cái đoạn thứ nhất này thôi là 1.622,9 tỷ đồng. Và giai đoạn 2026 đến 2030 thì sẽ được đầu tư cho đủ quy mô là 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Rồi. Vậy thì cái đoạn thứ nhất này nó nằm ở đâu thì Vinh mời mọi người cùng xem trên bản đồ quy hoạch của năm 2030 của huyện Xuân Lộc. Đây chúng ta đang xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất mới nhất của huyện Xuân Lộc. Thì con đường DT773 phân đoạn thứ nhất tại địa phận huyện Xuân Lộc nó chính là trục đường này. Đây, thì như mọi người có thể thấy là nó sẽ bắt đầu tại quốc lộ 1 qua địa phận của xã Xuân Hiệp và kéo dài như thế này để đến với địa phận của huyện Cẩm Mỹ. Mọi người lưu ý là con đường này thì nó sẽ nằm rất là gần với lại cái cụm dân cư ô Bàn Cờ, rất là đông đúc ha. Rồi nó cũng sẽ nằm rất là gần với lại cái nút giao lên xuống của cao tốc Dầu Dây Phan Thiết với đường quốc lộ 1. Thành thử ra là cái vị trí này thì rất là thuận tiện. Rồi cái đây là phân đoạn ở bên huyện Xuân Lộc. Thế còn huyện Cẩm Mỹ thì sao? Thì chúng ta sẽ xem ở trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cẩm Mỹ. Đây, con đường DT773 phân đoạn 1, sau khi mà đi hết địa phận của huyện Xuân Lộc kéo dài qua địa phận của huyện Cẩm Mỹ thì nó chính là con đường nó chạy như thế này. Đó, con đường nó sẽ chạy như thế này, qua địa phận của xã Xuân Tây, qua địa phận của xã Xuân Nghĩa, Nhân Nghĩa chứ xin lỗi, qua địa phận của xã Nhân Nghĩa và kết thúc tuyến đường phân đoạn 1 này là tại đường quốc lộ 56 thuộc địa phận thị trấn Long Giao. Thì nhìn tổng quát thì mọi người có thể thấy là con đường DT773 tại địa phận của huyện Cẩm Mỹ nó là con đường kết nối từ trục hướng phía đông bắc và chạy ngang về hướng Tây, tức là nó sẽ kết nối từ trục Đông Bắc kéo sang trục Tây Nam của huyện. Con đường này gần như là chạy ngang xuyên suốt theo chiều rộng của huyện Cẩm Mỹ luôn. Đây là phân đoạn 1 tại địa phận huyện Cẩm Mỹ, nó sẽ dài như thế này nha mọi người. Rồi, ở cái phân đoạn 1 này thì Vinh nhắc lại thông tin một chút, đó là chiều dài của phân đoạn 1 là 24,76 km. Quy hoạch là từ 6 làn xe cơ giới cộng với 2 làn xe hỗn hợp là chúng ta có 8 làn xe. Lộ giới quy hoạch dự kiến là đường nó sẽ mở rộng 60 m.
với cái kinh phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn 5 năm sắp tới là 2021 đến 2025 là 1.622,9 tỷ đồng. Rồi, đấy là những cái thông tin cơ bản của phân đoạn 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phân đoạn tiếp theo là phân đoạn 2. Đó là phân đoạn 2 sẽ có điểm bắt đầu tại quốc lộ 56 và điểm kết thúc là tại đường Hương Lộ 10 hiện hữu. Rồi, phân đoạn 2 này thì có chiều dài là 3 km, được quy hoạch bao gồm 6 làn xe cơ giới. Thì phân đoạn 2 này chúng ta sẽ có quy hoạch nó chỉ có 6 làn xe thôi, nó nhỏ hơn phân đoạn 1. Và cái lộ giới lòng đường dự kiến là sẽ làm là 45m, cũng nhỏ hơn phân đoạn 1. Phân đoạn 2 này thì sẽ được quy hoạch trở thành trục đường địa phương. Thì theo Vinh đã có tìm hiểu trước đó để mà ngày hôm nay có thể review cho cô chú anh chị mình, thì cái phân đoạn 2 của đường tỉnh lộ 773 này sẽ trở thành là trục đường chính của thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Phân đoạn 2 này thì chỉ dài có 3 km thôi. Và nhìn ở trên quy hoạch thì chúng ta sẽ nhìn một cách chi tiết nhé. Bắt đầu tại điểm này chính là điểm kết thúc của phân đoạn 1 vừa rồi và cũng là điểm bắt đầu của phân đoạn 2. Thì cái phân đoạn 2 đó nó sẽ chạy dài như thế này, tức là vừa qua hết thị trấn Long Giao 3 km, sẽ được quy hoạch trở thành trục đường chính của thị trấn Long Giao luôn. Và lộ giới hoạch dự kiến là 45m. Để mà cô chú anh chị mình có thể xác định rõ hơn một chút xíu nữa là cái chiều dài Vinh nói nó có chính xác hay không, thì mời mọi người hãy cùng nhìn lên màn hình, thì chúng ta sẽ làm một cái phép đo ở trên Google Maps để mà mọi người có thể xác định chính xác nhé. Rồi, đây là cái điểm đầu tiên của phân đoạn 2. Chúng ta đang xem ở trên màn hình là thị trấn Long Giao của huyện Cẩm Mỹ. Thì đây là cái điểm giao giữa đường Hương Lộ 10 cũ và đường quốc lộ 56, và cũng là điểm bắt đầu của phân đoạn 2 này, là ngay cái nút giao vòng xoay. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bấm đo khoảng cách. Thì từ đây thì chạy xuyên suốt qua địa phận của thị trấn Long Giao. Đây. Rồi. Rồi mọi người thấy có đúng giống như Vinh miêu tả không ạ? Đây. Vinh đo khoảng cách cho mọi người là cái chiều dài bắt đầu từ cái nút giao vòng xoay này, là từ quốc lộ 56 kéo dài chạy qua hết địa phận của thị trấn Long Giao 3 km. Đây chính là phân đoạn 2 của đường DT773. Và phân đoạn 2 này sẽ trở thành là trục đường địa phương, sẽ do là Ủy ban Nhân dân của huyện Cẩm Mỹ sẽ là cái đơn vị phát triển. Rồi cái phân đoạn 2 này thì rất là ngắn ha, chỉ dài có 3 km thôi. Chúng ta sẽ đến với cái đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo là phân đoạn thứ 3, là đoạn hiện hữu. Sẽ có điểm đầu tiên là tại đường Hương Lộ 10, và đây là Hương Lộ 10 cũ, đường hiện hữu, cũng là đường kết thúc của phân đoạn 2. Sẽ kéo dài cho đến trục đường Cầu Mên. Rồi, mọi người lưu ý cái phần này nha. Cái này thì kéo dài đến trục đường Cầu Mên. Thì đây là một cái mà khiến cho Vinh rất là đau đầu trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Vì cái thông tin giữa văn bản quy hoạch giao thông cũ của tỉnh Đồng Nai và văn bản quy hoạch giao thông mới của tỉnh Đồng Nai đã có những cái sai lệch về tên đường. Đây chỉ mới là cái khởi đầu của cho vấn đề sai lệch đó thôi. Thì bây giờ sai lệch như thế nào thì mời mọi người nhìn lên màn hình nha. Điểm bắt đầu của phân đoạn 3 là tại Hương Lộ 10 hiện hữu, kéo dài cho đến trục đường Cầu Mên, với chiều dài 13,53 km, bao gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, là tổng cộng có 8 làn xe, giống phân đoạn 1. Rồi, lộ giới quy hoạch đường dự kiến lên đến 80m, lớn hơn cả phân đoạn 1 luôn. Là phân đoạn 1 thì có 60 thôi, thì phân đoạn 3 này tới 80m. Cái phân đoạn 3 này thì sẽ được xây dựng trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, là từ 2021 cho đến 2025. Là sẽ xây cái phân đoạn 3 này với chiều dài là 13,5 km. Nguồn kinh phí dự kiến xây dựng cho phân đoạn 3 này thì là 616,1 tỷ đồng.
tại sao cái phân đoạn 3 này mà nguồn kinh phí nó chỉ khoảng bằng 1/3 so với phân đoạn 1 thôi, mà tuyến đường lại làm rộng hơn mà kinh phí lại rẻ hơn. Thì xin thưa với cả nhà mình rằng là cái phân đoạn 3 này chủ yếu là đi dựa trên tuyến đường Hương Lộ 10 đã có hiện hữu rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hai bên ôm sát theo mặt đường Hương Lộ 10 hiện hữu này thì hiện đang là các quỹ đất lô cao su, cho nên là việc giải phóng mặt bằng và đền bù chi phí thì rất là rẻ và rất là nhanh. Điều đó dẫn đến lý do tại sao là phân đoạn 3 này mặc dù làm đường tới 80m nhưng mà chi phí lại rẻ hơn là phân đoạn 1 làm đường 60m ha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đo thực tế cho mọi người trên Google Maps và xem trên quy hoạch nhé. Tại cái vị trí này chính là cái điểm kết thúc của phân đoạn 2 mà chúng ta vừa xem qua. Thì bây giờ cái phân đoạn 3 nó sẽ tiếp tục chạy thẳng theo trục đường Hương Lộ 10 cũ hiện hữu rồi. Đó, hai bên đều là các quỹ đất lô cao su. Và như mọi người thấy thì nó có một cái nút giao, nút giao với lại trục đường tỉnh lộ 770B, cũng là một cái đường rất là lớn mà sẽ làm trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Rồi tiếp tục chạy thẳng, chạy xuyên tâm qua quỹ đất sẽ xây dựng khu công nghiệp Cẩm Mỹ. Rồi nó sẽ có nút giao với lại trục đường vành đai 4. Đây là một cái nút giao rất là lớn mà đã khiến cho bất động sản tại khu vực xã Cẩm Đường, huyện Long Thành trở nên rất là sốt trong giai đoạn từ cuối năm 2021 cho đến hiện tại. Rồi qua địa phận của xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, đây Vinh đang mở cho mọi người là bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành nhé. Thì qua địa phận của xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, đây là cái nút giao với vành đai 4 đây, thì nó sẽ tiếp tục chạy thẳng như thế này và chạm tới cái cột mốc cuối cùng là ngay tại vị trí này, là giao với lại trục đường Phước Bình, Bình An. Thì đây là Vinh đính chính cho cô chú anh chị mình theo dõi kênh của Vinh nhé. Tuyến đường này nó sẽ giao với trục đường Phước Bình, Bình An mới là thông tin đúng và chính xác. Và Vinh hiểu rằng tại sao là trong file quy hoạch lại ghi là đường Cầu Mên. Vì trong giai đoạn chuyển tiếp giữa năm 2019 và năm 2020 thì cái tuyến đường Phước Bình, Bình An này nó chưa được cập nhật quy hoạch bổ sung. Mà tại thời điểm đó thì cái tuyến đường chạy cặp sát ranh giới phía cổng đông sân bay như thế này, nó có tên gọi là đường vành đai Cầu Mên Hương Lộ 10. Nó là một trong ba tuyến tái thiết lập vành đai sân bay. Cho nên là trong văn bản thì mọi người hiểu rằng là đối với lại giao thông thì họ sẽ copy thông tin trong văn bản cũ và họ chuyển tiếp qua văn bản mới, cho nên nó sẽ có sự sai sót về vấn đề tên đường nha. Thì Vinh đính chính lại với mọi người là phân đoạn 3 này nó sẽ bắt đầu là tại cái điểm kết thúc của phân đoạn 2 Hương Lộ 10 hiện hữu đây, kéo dài cho đến trục đường Phước Bình, Bình An mới là chính xác nhất, với tổng chiều dài là 13,53 km, quy hoạch 8 làn xe, lộ giới đường là 80m. Rồi chúng ta sẽ đo thực tế ở trên map để cho mọi người dễ hình dung ha. Thì mình sẽ đo tiếp tục tại cái vị trí này là vị trí kết thúc của phân đoạn 2. Chúng ta sẽ bắt đầu đo cái phân đoạn 3 này xem là thông tin mà Vinh cung cấp cho cả nhà mình có chính xác hay không. Đó, nó sẽ tiếp tục nó chạy theo trục đường Hương Lộ 10 cũ hiện hữu rồi. Hai bên như mọi người có thể thấy đây, hai bên cái tuyến đường DT773 này thì là đều là các quỹ đất màu xanh, đất lô cao su của nhà nước hết. Thì việc mở rộng lộ giới đường, giải phóng mặt bằng, đền bù và chi phí thì rất là nhanh, rất là rẻ. Thì đây cũng là một cái lợi thế rất là lớn đối với lại khu vực tỉnh Đồng Nai, do là dư địa đất cao su rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ đo tiếp tục. Tới đây là chúng ta sẽ hết cái địa phận của huyện Cẩm Mỹ mà bước sang địa phận của xã Cẩm Đường, huyện Long Thành đây. Đó, bắt đầu chúng ta đến khu vực trung tâm đông đúc dân cư rồi. Đây, Ủy ban dân xã Cẩm Đường đây, chợ Cẩm Đường đây. Đó, thì mọi người tiếp tục nha. Mình cứ đo tiếp tục như thế thì nó sẽ kéo dài cho đến qua giáo xứ Cẩm Đường một chút. Đó, qua giáo xứ Cẩm Đường một chút.
Thì tới đây là bắt đầu khoảng 13 km đây. Đó. Thì như mọi người có thể thấy là đây là Vinh đang đo thực tế trên Google Maps cho cả nhà xem. Phân đoạn 3 nó sẽ bắt đầu tại địa điểm này, điểm kết thúc của phân đoạn 2 và đầu đường Hương Lộ 10 cũ. Đó, kéo dài theo trục đường Hương Lộ 10 hiện hữu qua ranh giới đất cao su. Đó, vào địa phận của huyện Long Thành thì vào trung tâm của xã Cẩm Đường, qua Ủy ban Nhân dân, qua chợ Cẩm Đường, qua giáo xứ Cẩm Đường. Đó, và đến cái địa điểm này là địa điểm phía sau lưng của sân bay và tiếp giáp với trục đường vừa mới cập nhật quy hoạch trong cuối năm 2021, đó là trục đường Phước Bình Bình An mà Vinh đã có review tại những cái video clip trước đó. Thì nếu như cô chú anh chị nào mà mình chưa có xem thông tin về trục đường Phước Bình Bình An thì có thể click ở phía trên này nhé. Thì Vinh sẽ dẫn cái link ở phía trên này cho mọi người xem lại video đó nhé. Rồi thì đây chính là cái phân đoạn 3 của trục đường tỉnh lộ 773. Chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái phân đoạn 4 tiếp theo. Phân đoạn 4 là cái phân đoạn mà khiến cho Vinh đau đầu nhất khi mà tìm hiểu nghiên cứu quy hoạch của tuyến đường tỉnh lộ 773 này. Và chắc có lẽ là nếu như Vinh không làm video clip về cái đường 773 này thì sẽ rất là khó để mà mọi người có thể tiếp cận được cái nguồn thông tin đúng. Vì bản thân Vinh mặc dù đã làm review về những cái hạ tầng ở Đồng Nai cũng tương đối nhiều rồi, nhưng mà khi mà mình tiếp nhận cái thông tin về tuyến đường này, mình còn phải mất rất là nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như là đo vẽ cho nó chính xác thông tin để mà gửi đến cả gia đình mình ha. Thì cái phân đoạn 4 là cái mà khiến cho Vinh mất khá là nhiều thời gian. Phân đoạn 4 nó sẽ bắt đầu là tại trục đường Cầu Mên. Thì mọi người lưu ý nha, trên file quy hoạch nó ghi là đường Cầu Mên, mà ban nãy Vinh đã có chia sẻ với cả nhà rồi, chính xác hơn thì nó phải là trục đường Phước Bình Bình An, nó mới là chính xác. Theo thông tin quy hoạch mới nhất hiện tại thì nó phải là đường Phước Bình Bình An mới chính xác. Rồi điểm đầu tiên nó sẽ là điểm kết thúc của phân đoạn 3 là giao với trục đường Phước Bình Bình An. Điểm cuối cùng là điểm giao với lại đường tỉnh lộ 769. Chiều dài là 5,77 km, quy mô là 2 làn xe lưu thông, rất là nhỏ ha. Phân đoạn 4 này thì sẽ nhỏ hơn. Lộ giới quy hoạch dự kiến là 32 m, được thực hiện ở trong giai đoạn 2021 đến 2025 sắp tới. Và mọi người lưu ý rằng là cái phân đoạn 4 này thì nó nằm trong phạm vi sân bay, nó nằm trong phạm vi sân bay. Và theo Vinh đã có tìm hiểu thì sẵn tiện bây giờ chia sẻ cho cả nhà mình là cái điểm đầu tiên của phân đoạn 4, cái điểm đầu tiên của phân đoạn 4 nó chính là điểm kết thúc của phân đoạn 3 là tại đây. Nằm bên trong phạm vi sân bay thì nó sẽ nằm chồng lên cái hướng đi của tuyến đường Phước Bình Bình An. Thì nó sẽ đi như thế này. Nó sẽ nằm chồng lên cái hướng đi của đường Phước Bình Bình An. Theo cái file quy hoạch mà mình vừa mới xem á, thì cái điểm cuối cùng của phân đoạn 4 này là giáp với đường tỉnh lộ 769. Nếu mà điểm bắt đầu là tại đây và điểm cuối cùng giáp với tỉnh lộ 769 thì nó sẽ phải kéo dài ra tới đây mới chính xác. Đây chính là tuyến tỉnh lộ 769 này cả nhà mình nè. Đó. Thì nó phải kéo dài từ đây cho tới đây thì mới là chính xác theo file quy hoạch. Nhưng mà chiều dài của cái phân đoạn 4 này á, nó chỉ có dài 5,77 km thôi. Thì khi mà Vinh đọc cái thông tin này, mình mới ngỡ ngỡ ra là thực tế mà Vinh đi khảo sát á, thì từ cái điểm đầu của phân đoạn 4 đó mà nếu mà dài ra tới 769 thì nó phải rơi vào ngưỡng khoảng độ tầm 10 đến 11 km lận. Mà trong khi file quy hoạch ghi có 5,77 thì điều đó rất là bất hợp lý. Thì mình cũng mất thời gian để mình đi thực tế, mình khảo sát, mình nghiên cứu rồi bây giờ mình mới có thể đo cho cả nhà mình được. Thì mọi người có thể lưu ý giùm Vinh ha, là cái điểm đầu tiên của phân đoạn 4 nó giao với đường Phước Bình Bình An là ngay tại vị trí này, là nằm cách cái giáo xứ Cẩm Đường khoảng độ tầm
khoảng hơn 200 mét một tí. Rồi bắt đầu nó sẽ chạy theo trục đường Phước Bình Bình An, là chạy theo một cái phân đoạn tuyến của đường Phước Bình Bình An hiện hữu bây giờ là đã ủi mặt bằng đường rồi, đang trải đá bi rồi và chuẩn bị cho thao tác trải nhựa rồi. Thì mọi người lưu ý là cái phân đoạn 4 này hiện tại đang trong quá trình làm rồi nha. Rồi chúng ta đo từ điểm bắt đầu, nó sẽ kéo dài như thế này. Bây giờ mình sẽ đo làm sao mà 5,77 km cho cả nhà mình xem nó có ứng với cái file quy hoạch không nhé. Đây. Đây, ở đây là chúng ta giáp với lại hầm chui cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Rồi mình chui qua hầm chui. Đó, mình chui qua hầm chui một đoạn. Rồi. Rồi, đây. Rồi, mọi người có thể nhìn ở đây là Vinh đang đo cái khoảng cách cho mọi người từ cái điểm bắt đầu là giao với đường Phước Bình Nang. Tới đây là 5,78 km. Thì trên file quy hoạch của mình là cái phân đoạn 4 này nó dài 5,77 ha, 77, 78. Và nó không thể nào mà nó có cái điểm cuối là giao với đường 769 được. Đấy là một điều bất hợp lý. Đây mọi người thấy nè, mình đo tại điểm bắt đầu chạy sát sân bay, nằm trong phạm vi đất sân bay nè, qua hầm chui cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chạy thêm một đoạn nữa chưa giao với lại trục đường Cầu Mên luôn. Đó. Thì làm sao mà nó có thể giáp ra đường 769 được? Tại vì tỉnh lộ 769 ở ngoài này. Bây giờ mọi người lưu ý nha, Vinh đang đo 5,77, 5,78 là nó nằm tại đây nha. Còn nếu mà giao với lại tỉnh lộ 769 á, mà bây giờ mà theo như trên file quy hoạch á, đây mình bấm nè, thì nó sẽ phải rơi vào ngưỡng khoảng 8,5 cây nó mới chính xác. Vậy thì trên file quy hoạch đang ghi thông tin bị sai sót. Vậy thì trên file quy hoạch đang ghi thông tin bị sai sót nha cả nhà nha. Nếu mà đúng chính xác hơn á, mà sửa lại á, thì như Vinh đo cho cả nhà mình xem á, thì phân đoạn 4 này nó sẽ có điểm bắt đầu là tại trục đường Phước Bình Bình An. Và điểm cuối cùng là nó sẽ giao với lại trục đường Cầu Mên. Đoạn hiện hữu thì chiều dài của nó mới là 5,77 km nó mới chính xác được. Còn thông tin điểm đầu tại đường Cầu Mên là sai, thông tin điểm cuối tại đường tỉnh lộ 769 là sai nha. Thì đây là một cái mà khiến cho Vinh mất khá nhiều thời gian trong khoảng mấy ngày vừa qua để mình ngồi mình suy nghĩ, rồi mình đi thực tế, mình cảm nhận, rồi mình về mình đo vẽ lại. Bởi vì là bản thân Vinh đã có kinh nghiệm làm review về những cái quy hoạch này rất là nhiều rồi, mà mình còn mất nhiều thời gian như vậy, thì thử hỏi là những người không rành quy hoạch, không có kênh để tiếp cận thông tin quy hoạch, thì làm thế nào để họ biết được rằng là đường đó là đường gì, làm thế nào để họ có thể xác định được. Đây là một trong những cái mà Vinh cảm thấy khá là bực khi mà xem trên file bản đồ quy hoạch giao thông của tỉnh mà nó có những cái sai sót rất là cơ bản như thế này. Đây là một cái khiến cho mình khá là bực. Vì những cái văn bản như thế này là những văn bản mà búp lịch thông tin ra ngoài cho bà con, cô bác xem để nắm. Mà nếu mà nó đã sai như thế này rồi, thử hỏi rằng là nếu như không phải là Vinh là người theo dõi những cái file quy hoạch từ những cái file cũ từ thời năm 2017, 2018, 2019, 2020, bây giờ 2021, bây giờ 2022 rồi. Nếu mà ngày xưa tới giờ mình không theo dõi file thường xuyên á, thì làm sao mình biết là nó sai hay đúng? Mà nếu như những cái file này bây giờ đưa về cho những cái phòng tài nguyên môi trường của địa phương, rồi đưa đến tay những cán bộ địa chính của xã, thì họ xem văn bản trong file như thế này, họ trả lời cho người dân, thì thử hỏi là người dân được tiếp cận nguồn thông tin đó đúng hay sai. Đây là một cái rất là bất cập. Và Vinh nghĩ rằng là cho đến khi tuyến đường được làm, nhà thầu thi công,
thì bắt buộc phải đo vẽ lại và công bố thông tin chính xác hơn. Chứ còn thông tin lệch chuẩn như thế này nó sẽ dẫn đến sai sót thông tin khi mà cán bộ địa chính của nhà nước trả lời cho người dân rất là nhiều. Mọi người lưu ý ha. Phân đoạn 4 thì mình nói lại một xíu là điểm bắt đầu chính xác của nó là phải tại trục đường Phước Bình Bình An. Điểm cuối cùng chính xác của nó là giao với lại đường Cầu Mên hiện hữu khi mà mình vừa chui qua hầm chui cao tốc. Chiều dài nó 5,77 km thì nó chỉ đi được tới đấy thôi. Quy mô hai làn xe lộ giới 32 mét thì nó là hợp lý. Rồi, chúng ta kết thúc cái đoạn sai sót thông tin này ha. Mình đến với cái đoạn cuối cùng là đoạn thứ 5, là đoạn trùng tuyến với vành đai 4. Điểm đầu là tại km thứ 38 cộng 540 là theo tuyến quy hoạch. Và điểm kết thúc là tại đường tỉnh lộ 769 thuộc xã Bình An. Chiều dài là 9,5 km. Quy mô theo quy hoạch thì được quy hoạch theo quy mô của trục đường vành đai 4. Chiều dài của phân đoạn thứ 5 này là sẽ được xây dựng 9,3 km trong giai đoạn năm 2020, kinh phí là 165 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025 thì sẽ được đầu tư quy mô là 4 làn xe với cái đoạn trùng tuyến vành đai 4. Đoạn còn lại thì sẽ duy tu bảo dưỡng và chuyển về đường địa phương. Rồi, mọi người nếu mà đọc cái phần này mà chưa hiểu á, thì Vinh sẽ giải thích một chút. Thứ nhất là quy hoạch theo tuyến đường vành đai 4 thì tuyến đường vành đai 4 được quy hoạch lộ giới là nếu Vinh nhớ không lầm nha, nếu như Vinh có sai sót thì mong mọi người hãy comment ở phía dưới cho Vinh nha. Nếu như Vinh nhớ không lầm thì tuyến đường vành đai 4 này là được quy hoạch lộ giới 75m. Và cái đoạn thứ 5 của đường tỉnh lộ 773 này thì sẽ được khi mà nó sẽ nhập chung cái hướng tuyến đi với đường vành đai 4 như vậy, thì cái đoạn thứ 5 chúng ta có thể hiểu rằng nó có cái lộ giới quy hoạch dự kiến cũng là 75m vì nó trùng tuyến đi với đường vành đai 4. Rồi, cái đoạn thứ 5 này thì sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe với cái đoạn trùng tuyến vành đai 4. Còn những cái đoạn không trùng tuyến thì nó sẽ chuyển thành đường địa phương và duy tu bảo dưỡng. Thì bật mí cho cả nhà mình chút xíu là đoạn thứ 5 này hiện tại đã được xây dựng rồi, và nó chính là con đường Hương Lộ 10 mới, là con đường bí mật kết nối vào cổng phía đông của sân bay Long Thành mà Vinh đã có làm video clip cách đây 1 năm. Thì nếu như cô chú anh chị nào mà mình chưa xem video clip về đường Hương Lộ 10 mới của Vinh thì có thể click vào cái link ở phía trên này để mà mình xem lại nhé. Rồi, cũng rất là dễ thôi, thì cái phân đoạn thứ 5 nó sẽ đi như thế này. Thì mọi người lưu ý cho Vinh ha. Phân đoạn thứ 5 thì nó sẽ có điểm bắt đầu là tại đây. Rồi, tại địa phận của xã Cẩm Đường, huyện Long Thành thì đường Hương Lộ 10 mới, hay còn gọi là phân đoạn thứ 5 của đường tỉnh lộ 773, nó là hai đường riêng biệt. Tức là nó là một đường riêng, vành đai 4 là một đường riêng. Nhưng khi qua cái đoạn ở giữa là cái đoạn giao giữa xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ và xã Bình An, huyện Long Thành, thì đường tỉnh lộ 773 và vành đai 4 sẽ được nhập chung tuyến thành một đường chung. Và mọi người có thể xem kỹ càng hơn tại bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030 của huyện Cẩm Mỹ như thế này. Đây, mọi người có thể thấy đây, tỉnh lộ 773 đây, vành đai 4 đây. Thì tại địa phận của xã Sông Nhạn thì nó sẽ nhập chung tuyến là một với đường vành đai 4, lộ giới là 75m ha. Rồi qua hết địa phận của xã Sông Nhạn thì sẽ tới là địa phận của xã Bình An, huyện Long Thành, thì nó cũng nhập chung tuyến trở lại là một luôn. Đó. Thì đường DT773, cái phân đoạn 5 này hiện tại bây giờ là đã xây dựng đường rồi, đã thông xe rồi, đã thông xe toàn tuyến rồi. Thì cô chú anh chị mình muốn theo dõi thực tế hơn là cái đường này như thế nào thì có thể xem lại cái video clip mà Vinh đã có quay trước đó về đường Hương Lộ 10 mới nha, là phân đoạn 5 của đường tỉnh lộ 773. Đối với lại những cái quy hoạch giao thông như thế này thì nó có rất là nhiều những cái tên. Khi mà thuộc tuyến đường cấp huyện thì nó sẽ được đặt tên khác, tuyến đường cấp tỉnh thì đặt tên khác, tuyến đường cấp quốc gia thì đặt tên khác.
Và file quy hoạch giao thông nó là điều kiện cần để chúng ta có thể hiểu được thông tin của tuyến đường giao thông đó. Còn điều kiện đủ là mọi người phải theo dõi thường xuyên. Tức là không chỉ là những cái file tại thời điểm này không, mà khi nó cập nhật những cái file giao thông mới mình cũng phải theo dõi thường xuyên. Và kết hợp với việc mình phải đi thực tế để khảo sát, để mà mình có thể nhìn nhận được. Vì trong file quy hoạch giao thông nó cũng sẽ có những tình trạng sai lệch về thông tin như vừa rồi Vinh chia sẻ. Thì hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới, những cái thông tin về giao thông nó sẽ chuẩn hơn, giúp cho bà con mình khi mà tiếp cận cái nguồn thông tin nó sẽ chính xác hơn. Và vừa rồi là Vinh đã có chia sẻ cho mọi người về thông tin của tuyến đường tỉnh lộ 773. Thì đây là một trong ba tuyến đường nhóm A được đầu tư công trong giai đoạn 2021 đến 2025. Hy vọng rằng video clip này của Vinh sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho cả nhà mình. Nếu như mọi người thấy video clip này hay thì đừng quên để lại cho Vinh một like. Hãy chia sẻ nó với bạn bè và đừng quên là bấm đăng ký kênh của em Vinh nhé. Đăng ký kênh đi vì nó miễn phí mà. Để mình có thể theo dõi thêm những cái clip mà Vinh sẽ review về Long Thành trong giai đoạn sắp tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.